Đức Phật và chúng Thánh Tăng đều ăn ngày một bữa mà đã chứng đạo. Hỏi Thật tình chúng con rất mến mộ Thầy Chơn Quang. Chính chúng con đã kêu gọi bạn bè đóng góp tiền để in cuốn sách luận về nhân quả. Thậm chí những cuộn băng của Thầy Chơn Quang chúng con rất quý. Nhưng từ khi chúng con nghe được cuộn băng mà Thầy Chơn Quang nói về Thầy Thông Lạc, có những điểm mà trước đây chúng con nghe qua những cuốn sách băng của Thầy Giảng viết thì khác. Ví dụ có những điểm như thế này Thầy chân Quang nói rằng Thầy không có đồng ý với sư ông Thầy chân Quang đang nói chuyện với các đệ tử của mình Cho nên gọi thầy Thông Lạc là sư ông Nói rằng sư ông Thông Lạc Còn có những điểm mà thầy không đồng ý Như là ăn uống không đủ chất bổ Ăn uống không đủ chất bổ Thì không thể nhiếp tâm được Thậm chí mình ăn no đi Ăn thật no nữa là khác Chỉ cần đi kinh hành một chút xíu thì bắt chân lên ngồi là nhiếp tâm được liền. Còn ăn uống thiếu chất thì nó hại đến não, sẽ làm cho mình bệnh hoạn này kia. Thầy ấy còn nói là sư ông ở tu diện chân như bệnh nặng lắm, việc này thực hư thế nào, xin thầy từ bi dạy cho. Đáp, để xác định điều này, quý cư sĩ về đây trực tiếp gặp thầy. Có thấy thầy bệnh nặng không? Dạ không, thầy không có bệnh nặng. Thầy làm việc suốt đêm từ 7 đến 12 giờ đêm Rồi thầy chỉ đi nghỉ chút xíu Khuya thầy dạy tọa thiền phục hồi sức khỏe Để ngày hôm sau làm việc nữa Trong một thời gian ngắn chưa đầy 3 năm Mà bộ sách đường về xứ Phật nhiều tập Và các tập sách khác trên 6.000 trang giấy Được thầy soạn thảo ra Một khả năng làm việc phi thường như vậy Thì các con cũng đủ biết thầy làm việc rất nhiều và thầy còn tiếp tục soạn thảo bộ sách đạo đức làm người nhiều tập Trong lúc ấy, thầy vừa trả lời thư các cư sĩ bốn phương Và cũng vừa làm việc trên máy di tính Để in thành sách với những trang sách có mỹ thuật như người chuyên nghiệp Nhằm để hoàn tất một cuốn sách đẹp Chứ không in bừa bãi thiếu mỹ thuật Thầy làm việc như vậy, quý Phật tử phải thấy được sức khỏe của thầy Không kém thua những người còn trẻ Trong lúc tuổi thầy đã 74 năm 2001 Nhất là thầy chỉ ăn ngày một bữa Ăn ngày một bữa không thiếu sức khỏe, không bị bệnh đau Ăn ngày một bữa ít bệnh đau hơn người ăn nhiều bữa Đau bệnh phần lớn là do tâm phiền não, giận hờn, lo lắng, khổ đau, thương ghét vân dân Kế đó là do ăn uống không điều độ Ăn uống quá nhiều, ăn uống phi thời, ăn nhiều bữa Ăn uống không vệ sinh, dân dân Ăn uống nhiều sinh ra dục tầm liên hệ giữa nam nữ phạm cấm giới làm hư hoại phật pháp còn ăn ngày một bữa đủ sống mà không sanh dục không hôn trầm dễ tu hành trong giới luật phật đã cấm không cho tu sĩ ăn uống phi thời người mới vào tu như một sa di tăng hay sa di ni thọ mười giới thì giới thứ chín cấm ăn phi thời còn tùy kheo thọ hai trăm năm mươi giới thì giới thứ 37 cấm ăn phi thời. Giới này thuộc giới đọa địa ngục, ba vật đề. Lý luận của Thầy Chơn Quang ở trên là lý luận của người phá giới, đã chạy theo tham dục về ăn uống. Những lý luận đó tức là Thầy Chơn Quang không hiểu thiền của Đạo Phật, đã dẫm lại lối mòn của các tổ nên mới bảo, ăn thật no, chỉ cần đi kinh hành một chút xíu thì bắt chân lên ngồi là nhiếp tâm được liền. Như quý Phật tử đã biết Thiền của Phật là phải lìa tâm tham diệt ác pháp Chứ không phải ngồi bắt chân lên là nhiếp tâm không vọng tưởng Thiền của Phật là ngăn ác diệt ác pháp Tức là ly dục ly ác pháp Cho nên nếu còn tham ăn tham dục mà gọi là thiền định Thì phải gọi đó là tưởng thiền Thiền đông độ, thiền đại thừa dân dân Tóm lại, ngày xưa Đức Phật và chúng Thánh Tăng ăn ngày một bữa mà tu hành chứng đạo làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn bây giờ tu sĩ ăn uống phi thời cho bổ khỏe, phá giới luật Phật tận cùng, sống đời sống phi phạm hạnh. Vì thế chẳng có vị tu sĩ nào chứng quả giải thoát, làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi sanh tử được. Rất uổng phí một đời tu hành, đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo.